Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay những tuần học đầu tiên của năm học mới 2024-2025, các trường học trong tỉnh đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp để ổn định nền nếp, tạo không khí hăng say học tập cho học sinh. Để ổn định nền nếp ngay từ đầu năm học, các trường đã thực hiện một số biện pháp như xây dựng quy chế lớp học rõ ràng, tổ chức các hoạt động tập thể để tạo sự gắn kết giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời chú trọng vào việc giáo dục ý thức tự giác và trách nhiệm cho học sinh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 336 trường học, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, giảm một trường so với năm học trước, với trên 150.000 học sinh trẻ mầm non. Khi bắt đầu một năm học mới, việc duy trì ổn định nền nếp là rất quan trọng để tạo ra môi trường học tập hiệu quả và lành mạnh. Các trường học trong toàn tỉnh với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ giáo viên, tình hình học tập của học sinh đã dần đi vào nề nếp. Một số trường đã bắt đầu tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, bổ ích, song hành cùng với việc dạy văn hóa. Năm học này, trường tiểu học số 1 thành phố Lai Châu có 23 lớp với hơn 800 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tập trung rèn luyện nội quy, nền nếp cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1. Trong các tiết học, các thầy cô giáo trường tiểu học số 1 luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, tạo sự hứng thú cho học sinh. Các giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu tiếp tục đạt nhiều thành tích cao, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục. Thời điểm hiện tại thì về nền nếp học tập của học sinh đã cơ bản là đã đi vào ổn định. Về nền nếp học tập cũng như là thể dục vệ sinh thì các con đã đi vào nền nếp. Thứ hai là về công tác bán trú cho học sinh thì các con đã ổn định. Thứ nhất là về thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường về ăn bán trú. Trước khi đi ăn thì ngay từ tuần đầu tiên thì chúng tôi đã hướng dẫn các em rửa tay sạch trước khi ăn. Trong giờ ăn thì phải nghiêm túc và ăn hết khẩu phần ăn của mình. Trong giờ ngủ thì các con trật tự để đảm bảo giường ngủ cho các con. Và trong quá trình vui chơi học tập ở trường thì chúng tôi luôn hướng dẫn cho các học sinh là các kỹ năng để an toàn trong khi họ trong giờ học và trong giờ chơi ở trường. Những nội quy học sinh đã luôn ghi nhớ như đến lớp học đúng giờ, mặc quần áo đồng phục gọn gàng theo quy định, soạn bài, làm bài, chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ, không mang quà vặt đến lớp, tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài trong giờ học, không làm việc riêng, nói chuyện trong giờ học, luôn ngồi học đúng tư thế. Trong công tác bán trú, với khoảng 70% học sinh bán trú tại trường, nên việc rèn những thói quen tốt để hình thành nền nếp rất quan trọng. Các em được hướng dẫn để vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn hết khẩu phần ăn của mình, khi ngủ cần giữ trật tự. Để làm được điều đó, mỗi giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch cụ thể, phương pháp khoa học. Về cái ổn định nền nếp cho học sinh trường tiểu học số 1 thì ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm xây dựng cụ thể cái kế hoạch tổ chức rèn luyện các cái nền nếp của học sinh bước vào năm học mới, và đồng thời là chỉ đạo cho bên liên đội xây dựng cái quy định về hoạt động đội, chỉ đạo rõ để các đồng chí giáo viên chủ nhiệm bám theo cái quy định của nền nếp đội. Các đồng chí sẽ thực hiện theo trong cái quy định nền nếp đội, ghi rõ từng cái nền, từng cái nội dung cần phải rèn luyện nền nếp và bám theo cái từng tiêu chí để chấm điểm bình cờ với cờ đỏ, cờ xanh cho các lớp khi thực hiện các cái nền nếp. Và ở trong lớp thì các đồng chí giáo viên chủ nhiệm xây dựng cái nội quy của lớp để cho các em thực hiện theo. Tất cả các cái nền nếp đó được học sinh của các lớp đến thời điểm này là tuần học thứ ba đã thực hiện tương đối nghiêm túc và cái nền nếp bắt đầu đi vào chiều sâu. Nhân ái là một trong năm phẩm chất của học sinh cần đạt được trong chương trình giáo dục phổ thông. Nhân ái là biết yêu thương, đùm bọc mọi người, yêu cái đẹp, yêu cái thiện, tôn trọng sự khác biệt, cảm thông, độ lượng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhân ái là tôn trọng sự khác biệt của những người xung quanh, không phân biệt đối xử,
sẵn sàng tha thứ, tôn trọng về văn hóa, tôn trọng cộng đồng. Tại trường tiểu học số 1, song song với hoạt động dạy học, nhà trường luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng, phẩm chất cho học sinh, trong đó nhiều hoạt động rèn phẩm chất nhân ái. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi đã gây ra lũ, lụt, thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nhiều tỉnh miền Bắc. Nhiều trường học ngập trong nước lũ, dụng cụ học tập, sách vở bị cuốn trôi, nhiều nơi học sinh chưa được đến trường. Để chia sẻ, hỗ trợ các trường học, kèm học sinh khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu, trường tiểu học số 1 đã kêu gọi ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ cán bộ giáo viên, nhân viên trường tiểu học số 1 gửi tới học sinh vùng lũ, với mong muốn giúp các em sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Em rất thương các bạn vùng cao nên vùng lũ và em đã ủng hộ sách vở đồ dùng cho các bạn. Em mong các bạn được đi học và có đủ đồ dùng học tập. 5 phẩm chất thì trong đó có cái phẩm chất nhân ái mà chúng tôi cũng luôn dạy các em. Thế thì vừa rồi thì tình hình bão lũ xảy ra thì chúng tôi, nhà trường cũng như là lớp kêu gọi sự quyên góp ủng hộ từ phụ huynh, từ học sinh thì được tất cả các phụ huynh cũng như là học sinh đồng tình ủng hộ. Và đặc biệt là các em học sinh, khi mà tôi cho các em xem những cái hình ảnh mà xảy ra bão lũ tại tỉnh Lào Cai, một tỉnh rất là gần với Lai Châu chúng ta, thế thì các bạn cũng thể hiện cái sự tiếc thương cũng như là cái sự chia sẻ của mình bằng cách là quyên góp những cuốn vở, những cây bút, rồi những chiếc cặp sách để ủng hộ các bạn. Và lớp 3-1 thì cũng là một lớp cũng tham gia ủng hộ được các bạn nhiều trong toàn trường. Và qua đó thì thể hiện được cái tình yêu thương không những ở trong lớp, trong trường mà còn thể hiện sự lan tỏa đó ra tới cộng đồng nữa. Sau một thời gian ngắn phát động, toàn trường đã tiếp nhận được hơn 2.000 quyển vở, hơn 1.300 chiếc bút các loại, 83 chiếc ba lô, gần 100 hộp bút, đồ dùng học tập khác. Thông qua hoạt động quyên góp sách vở, đồ dùng, ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ cũng là một trong những bài học giáo dục học sinh về tinh thần tương thân tương ái, rèn luyện phẩm chất nhân ái, hướng các em học sinh biết làm những việc tử tế, biết hành động có trách nhiệm vì cộng đồng. Cái nhân ái được thể hiện từ cái việc mà yêu thương bạn bè trong lớp, cũng như là có cái sự đoàn kết trong học sinh ở trong trường. Đồng thời là cái hoạt động nhân ái này còn thể hiện qua như vừa rồi là nhà trường tổ chức một cái hoạt động là ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, bão lũ ở các tỉnh phía Bắc do cơn bão số 3 gây ra. Thì cán bộ giáo viên nhân viên cũng như là học sinh và các em học sinh và cha mẹ học sinh cũng đã ủng hộ được số tiền lên tới 70 triệu đồng. Đồng thời là ngoài cái số tiền ủng hộ ra thì các em học sinh của nhà trường cùng cha mẹ học sinh nhà trường còn ủng hộ được rất nhiều những cái đồ dùng thiết bị học tập để hỗ trợ cho các trường ở trên địa bàn huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai. Tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lai Châu, ngay từ những ngày đầu năm học mới, tình hình học tập của các lớp khá ổn định, nền nếp. Học sinh toàn trường đều đã có đủ sách giáo khoa của các môn học. Các giáo viên học sinh khối lớp 5 bắt nhịp nhanh chóng với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học này, nhà trường đưa vào sử dụng tòa nhà 3 tầng, 16 phòng. Trong đó, một phòng tin học, một phòng tiếng Anh, hai phòng học của khối lớp 5 và các phòng bộ môn cùng với thư viện và phòng truyền thống, các phòng họp, phòng làm việc của ban giám hiệu. Qua đó đáp ứng phục vụ tốt cho việc dạy học. Các phòng chức năng, các lớp học được trang trí máy chiếu, TV, bảng tương tác. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường về cơ sở vật chất, tại các lớp học từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đều rất thuận lợi cho hoạt động dạy và học. Đa số học sinh đều chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp và tích cực, hăng hái tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp. Năm nay em rất vui khi được học ở tòa nhà mới, được nhà trường xây dựng.
Tòa nhà này thì gồm 2 phòng của lớp 5, 1 phòng tin học, 1 phòng tiếng Anh, 1 phòng đa năng và phòng thư viện, 3 phòng của các bạn của các thầy cô giáo và 1 phòng họp. Khi được học ở các phòng học mới này, em cảm thấy rất vui và em hứa sẽ cố gắng giữ gìn những phòng học này để các em ở những khóa học sau sẽ được học và trải nghiệm cái này thật tốt ạ. Tại trường tiểu học Kim Đồng, công tác xây dựng nền nếp cho học sinh cũng được quán triệt là một trong những nhiệm vụ trọng yếu. Mỗi giáo viên trong nhà trường đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của nền nếp trong tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học. Mỗi giáo viên đều chú ý uốn nắn, rèn giũa nền nếp cho học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt, biết ngăn nắp gọn gàng, khoa học, rèn luyện những thói quen tốt, tạo tiền đề để các em học tập tốt và phát triển được những kỹ năng, phẩm chất cần thiết. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, phương pháp giảng dạy tích cực, học thông qua chơi, giúp học sinh phát triển các kỹ năng, hứng thú hơn trong học tập. Bên cạnh đó, giáo viên chú trọng việc giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, rèn nền nếp học tập, chuẩn bị bài vở tại nhà cho học sinh, phát huy hiệu quả nhóm Zalo lớp học, website của nhà trường để cung cấp thông tin về tiến độ học tập và các vấn đề liên quan, giúp phụ huynh nắm bắt tình hình học tập của con em mình, đồng thời phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ học sinh tốt nhất. Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và của nhà trường thì cũng đã phân công tôi dạy lớp 1 nhiều năm. Thì qua nhiều năm tôi cũng đúc kết thấy là cái công tác rèn nền nếp cho học sinh, thì tôi so sánh giữa cấp mầm non và cấp tiểu học. Thì ở cấp mầm non các con được chơi nhiều hơn học. Vậy thì lên cấp tiểu học được chúc các con học nhiều hơn chơi. Và ở đây các con cũng có một cái thuận lợi, đó là trong phương pháp của chúng tôi cũng đã có sử dụng cái phương pháp đó là học thông qua chơi. Vậy thì trong học thông qua chơi là các con cũng đã cập nhật dần cái nề nếp. Vậy trong đó cái việc quan trọng nhất đầu tiên vào lớp 1, tôi nhấn mạnh ở đây đó là rèn cho các con. Thứ nhất là đầu tiên tôi đọc các cái nội quy cho các con biết được nội quy khi vào lớp 1 như thế nào. Việc thứ hai là rèn cho các con cái tác phong nhanh nhẹn. Đấy. Việc thứ ba đó là rèn cho các con về ý thức tự giác, tự lập, tự chủ để cho các con biết được chú ý lắng nghe và tự học. Cái thứ tư nữa là rèn cho các con về mặt đạo đức, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Và cái cuối cùng nữa là rèn cho các con đó là ý thức đoàn kết với bạn bè xung quanh của lớp cũng như là các anh chị và các bạn ở trong nhà trường. Năm học này, trường tiểu học Kim Đồng có 20 lớp với 745 học sinh. Đến nay, công tác ổn định tổ chức, công tác dạy và học đã đi vào nền nếp với tỷ lệ chuyên cần của học sinh luôn đạt 100%. Trong năm học mới, trường đặt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Cùng với đó, chú trọng đến công tác giáo dục kỹ năng sống, tăng cường các hoạt động trải nghiệm để học sinh phát triển toàn diện. Trước hết bản thân tôi luôn trau dồi chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp. Vâng, trong quá trình dạy học thì tôi luôn áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học để thu hút học sinh cũng như là phát huy cái tinh thần tích cực của các em để giúp các em học tập sôi nổi và phát huy hết cái năng lực phẩm chất cho các em trong để đạt được cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tới số lượng lớp và số lượng học sinh cũng khá đông. Thế thì việc ổn định các cái nền nếp ngay từ đầu năm học cũng là một việc được quan tâm và chỉ đạo. Thứ nhất là về phía nhà trường thì xây dựng kế hoạch giáo dục, chỉ đạo các cái tổ chức đoàn thể thực hiện ngay cái nề nếp chuyên môn. Cùng với đó thì đối với giáo viên chủ nhiệm thì phối kết hợp tốt với lại cha mẹ học sinh và tổ chức liên đội để ổn định các cái nề nếp học tập cho học sinh như nề nếp đầu giờ, giữa giờ, trong giờ ra chơi và trong quá trình học tập. Hiện nay, các nhà trường đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập, khai thác, sử dụng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ, sổ sách, bồi dưỡng đội ngũ, kiểm tra đánh giá học sinh, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
Với việc sớm ổn định nền nếp dạy học và đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm học là tiền đề để thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu cao hơn trong năm học mới, từ đó tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.